Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xôi trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ đêm từng đêm. Nhưng khi gió về bên mái tranh nghèo ấm êm tình thương, tiếng giọng đồng đưa chiều mưa mẹ ru con ngủ, con hỡi ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở trở về làng quê bao tháng năm xa xôi ca diều, chờ từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nua chôn. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm, tiếng vọng đông đưa chiều mưa mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ Thiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Lời nói đầu tiên xin cho chúng con đốt nén tâm hương hướng về tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni đã là cây thạch trụ để lều lái con thuyền Phật pháp cho chúng con và tất cả chúng sinh trên bước đường về nẻo giác. Và cho chúng tôi thầm tri ân đến ni sư cô trụ trì cùng chư tôn đức ni tại trụ xứ chùa Tân Long đã hoan hỷ cho phép chúng tôi có được buổi nói chuyện với Phật tử hôm nay. Và trân trọng kính chào quý vị Phật tử đang có mặt hiện diện trong buổi chiều hôm nay. Chúc quý vị thân thường an, tâm thường lạc, luôn là những người con hiếu thảo để mùa Du Lan này cài một đóa hoa hồng chúng ta đều nở nụ cười vì xứng đáng là những người con hiếu hạnh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Lại một lần nữa thì chúng tôi được sư cô cũng như quý Phật tử
cho chúng tôi một cái chủ đề mùa Vu Lan để chúng tôi tiếp tục nói về cha mẹ nhân cái mùa báo hiếu này. Thì hôm nay cũng là Vu Lan nhưng mà chúng tôi chỉ nói cái bài công ơn cha mẹ. Đối với cha mẹ chúng ta thì chúng ta phải nhớ cái ơn. Mấy lần trước chúng tôi giảng về Vu Lan rồi, giảng về báo hiếu rồi. Hôm nay giảng cái chủ đề công ơn cha mẹ, để chúng ta biết được, chúng ta hồi tưởng lại cái công ơn mà cha mẹ ta đã nuôi ta như thế nào. Như vậy chúng ta nói hai phần, một là cha, hai là mẹ. Bây giờ nói mẹ trước hay nói cha trước? Nói cha trước hả? Mẹ trước rồi mới chứ cha sao, phải không? Hãy mẹ thì mình hát một bài về mẹ cái mình nói. Hát trước nói sao cho để nói rồi khóc nói được. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì sao, tiếng ru hiền lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mang mát im như sao chiều giật giờ nắng vừa sớm mưa gió không quan thân gầy mẹ hiền, một sườn hai nắng cho bạt mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng. Nó chạy đi tới đâu không biết. Sao bữa nay tôi hát bài lòng mẹ tôi nghe nó dở dữ vậy ta? Chắc là tôi phải nói bài mẹ chắc nó dở hơn nữa. Thôi mình đổi bài khác đi. Cái bài này mình chưa hát là mình muốn khóc rồi, cho nên mình hát không được, kỳ quá ta. Có kỳ lắm không? Bây giờ mình hát bài này nè. Mình hát cái bài tình mẹ. Hồi nãy là cái bài lòng mẹ, bây giờ cái bài tình mẹ. Chưa hát là muốn khóc là sao vậy? Hòn gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chạy mẹ thức đủ vừa năm, nuôi con khôn lớn nên người, con đi xa để mẹ già nhớ mong. Trở về làng quê bao tháng năm xa rời các miền, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ trong người
con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Cái này nghe im hơn phải không? Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xôi trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ đêm từng đêm. Những khi gió về bên mái tranh nghèo ấm im tình thương. À ơi, tiếng giọng đồng đưa chiều mưa mẹ ru con ngủ. Con hỡi con ngủ cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu. Hồi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, mái tranh im liềm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con vẫn luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm im đềm sống bên mẹ hiền. Như vậy cái bài này là mẹ đi rồi hết á. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái công ơn của người mẹ, để tất cả mọi người chúng ta đều phải tri ân trong mùa báo hiếu này. Nếu những người còn mẹ, sau khi chúng ta nhắc nhở trở lại thì tất cả chúng ta đều phải tri ân và làm một cái gì đó với nghĩa cử cao đẹp để mình chuộc lại hay là đền đáp những gì mà cha mẹ đã dày công cho chúng ta. Mùa này là mùa chúng ta phải tri ân mà, cho nên chúng ta lại ngồi bên nhau và kể về nỗi khổ niềm đau của cha mẹ đã lo lắng cho chúng ta. Khi chúng tôi nghĩ về mẹ, làm sao để mà mình thương được mẹ? Thật sự ra thì tôi còn diễm phúc là còn được mẹ. Do vậy tình mẹ với tôi, mẹ như là Bồ Tát của tôi. Cho nên tôi còn hạnh phúc khi tôi cài đóa hoa hồng, và cho đến giờ này thì tôi lại được cài đóa hoa màu vàng để tượng trưng cho một sự thanh cao. Hay đối với tôi nói đó là tượng trưng cho bản lãnh, vì tôi dám bỏ những cái mà những người khác không dám bỏ, cho nên họ kêu mình bằng thầy. Nhưng giờ này tôi được hạnh phúc là mẹ lại được về ở bên mình. Cho nên mùa báo hiếu này tôi chỉ nhớ cha nhiều hơn, tại vì mẹ ở bên tôi mà. Ngày nào tôi có thể ôm mẹ để hôn trên trán mẹ một cái, để cảm ơn mẹ đã sanh ra con. Và khi mà mình hồi tưởng đó, thì chúng tôi hồi tưởng từ lúc mẹ còn nhỏ. Tôi vẫn hồi tưởng mẹ trong bào thai. Khi mẹ trưởng thành thì ngoại cũng rất là đau khổ. Ngoại cũng phải mang mẹ, mang nặng đẻ đau, để rồi nuôi mẹ lớn lên trong vòng tay thương yêu của ngoại. Để khi mẹ trưởng thành rồi, mẹ chưa đền đáp được cái ơn cho ngoại, thì mẹ lại gặp cha. Trong kinh Du Lan báo hiếu thì có nói rằng phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, cho đến lúc mà tùng phu xuất giá thì lo bên chồng chẳng xá bên mình. Mẹ đã bất hiếu với ngoại, mẹ không làm tròn bổn phận người con đối với cha mẹ của mình. Vì khi mẹ lớn lên, mẹ có gia đình, mẹ phải lo cho bản thân, lo cho chồng, lo cho con, rồi lo cho tất cả mọi thứ xung quanh, làm sao cho tình làng nghĩa xóm, bổn phận làm dâu đối với cha mẹ như thế nào. Nếu không khéo một chút xíu, hàng xóm họ bàn tán thì con dâu khó mà sống. Trong cái bài lòng mẹ mà
Chúng tôi cũng thường ca cải lương, thì chúng tôi hát bài lòng mẹ về ca cổ, chúng tôi cũng rất là thích, vì mỗi lần kể tới mẹ tới cha làm như nó có một cái nguồn sinh khí nào đó, nó giúp cho mình có một cái năng lực. Thì trong đó đó, mẹ có nói phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu, mẹ đã làm dâu nửa đời nên mẹ biết cay đắng trăm bề nước mắt chan cơm. Do vậy thì mình thương mẹ không phải là mình thương mẹ đến lúc mẹ nuôi mình mới có cái ơn, mà mình thương mẹ từ cái lúc mà mẹ xa cha, xa ông ngoại, bà ngoại, xa các cậu, các dì. Mẹ ra đi trong nước mắt, nhưng mà về bên chồng, biết mẹ có được hạnh phúc đâu. Chồng mà cái người hiểu biết thì mẹ còn được một cái diễm phúc là còn được báo đáp cái ơn cha mẹ của mình sanh ra, thì mẹ còn có nụ cười. Còn nếu mà người chồng mà tệ, không có biết bổn phận của người chồng đối với vợ, bổn chồng rể đối với cha mẹ vợ, hay là bổn phận của cái người con đối với cha mẹ mình á, thì là một gánh nặng cho nàng dâu nữa. Cho nên mẹ làm dâu mẹ khổ lắm, nước mắt chan cơm. Như vậy thì lo cho mình, lo cho gia đình, lo cho chồng, lo cho con, mẹ đâu còn thời gian để báo hiếu. Như vậy theo quy luật của nhân quả đó, thì mẹ không báo hiếu cho ngoại, ắt rằng mẹ có cái quả báo. Thì đến lúc đó con nó không có hiếu với ngoại, với mẹ, mẹ có buồn không? Mẹ chỉ khóc chứ biết làm sao. Vì trước kia mình đâu có hiếu với cha mẹ của mình đâu. Ta thì ăn ở vô nghì, thì đừng mong con trẻ nó hiếu gì với ta mà. Thì tất cả những người phụ nữ là mang một nỗi khổ, niềm đau chung. Khi mà về bên chồng á, thì hết lòng chiều chuộng, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, kẻo đám em chồng nó cười chê, nó mai mỉa nặng lời. Phận làm dâu nó khổ như thế, mà không khéo thì ông chồng ổng mạnh hơn, ổng còn đánh đập nữa. Nghĩ tới mẹ như thế mà hầu mới về nhà chồng đã xa cha mẹ ruột, đã khóc hết nước mắt, mà gặp ông chồng ổng không hiểu biết nữa, ổng còn đánh đập, ổng còn la rầy, ổng không cho về thăm cha mẹ nữa, thì khổ còn nhiều hơn. Vậy mà ráng lấy nước mắt chan cơm, ráng chịu đựng để làm dâu, để làm vợ, để làm một thành viên mới trong gia đình nhà chồng. Thế rồi mẹ mang thai, đây là nỗi khổ đầu tiên mà mẹ phải gánh vác, đó là những đứa con đầu lòng. Đâu có biết đâu, mà sợ khi mà mang con trong bào thai thì sợ rằng mình làm biếng làm nhát, ăn không được mà cũng phải ráng làm, thức khuya dậy sớm. Rồi đến lúc mà có những đứa con mà nó ngoan thì nó chào đời đó, là mẹ ổn. Nó có những đứa con nó không ngoan, nó vừa vô bào thai là bắt đầu nó hành hạ mẹ, nó phải trả nghiệp cho nó. Có những đứa con như chúng tôi đã từng nói trước kia, có những đứa mà nó vào trong bào thai đó thì mẹ tự nhiên đẹp đó, mẹ đẹp, mẹ giỏi hơn, mẹ được nhiều người thương hơn, không phải là nhờ cái phước của mẹ mà nhờ phước của đứa con đó. Lúc trước mẹ chưa mang con trong bào thai đó thì ai cũng ghét mẹ hết á, nhưng mà đến lúc mà mang con trong bào thai thì nhiều người thương. Bên nội thì bắt đầu lúc này mới thương, vì có cháu nói dối tông đường mới thương. Nhưng mà thương không phải là được cho ở không đâu ha, thương có nghĩa là quan tâm nói năng chút xíu. Nhưng mà cái đó là hạnh phúc. Còn nếu như con dâu đang được thương như thế, mình làm dâu đang được chồng thương, đang được mẹ thương, nhưng mà bây giờ ông chồng cũng chưa muốn có con, mà lỡ mà mình mang rồi thì lúc này mới khổ nè. Thì đến đây là tôi nói dùm thôi, tại tôi quán chiếu tôi thấy như thế. Và tôi cũng cảm nhận được là có rất nhiều người rất là khổ, Vì mang một đứa con trong bụng mà bị chồng bỏ. Bởi vì chồng không có muốn có con, mà tại sao mình có con? Bắt đầu ổng nghi đủ thứ. Mình đi làm ăn đàng hoàng, mình chung thủy, vậy mà ổng nghi. Ổng về ổng đánh đập. Cho nên á, người xưa có cái câu
Ầu ơi, bậu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Tại vì muốn bỏ rồi, bây giờ gieo tiếng dữ nữa đặng bỏ luôn. Thấy không? Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Thế thì người mẹ mình lúc mà mang con, mang mình trong bào thai, mẹ mình không có muốn bỏ. Đứa con đầu lòng không có muốn bỏ, và sợ lắm, đau đớn và sợ quả báo. Và đến giờ này tôi cầu siêu đó, thì trong cái thập loại cô hồn có cái người mẹ và đứa con đang mang thai mà chết. Trong cúng nghi thức cúng thập loại cô hồn có cúng cả mẹ và cái bào thai trong bụng mẹ. Vì nhiều cái cảnh tượng đó xảy ra, người mẹ vì thương con, thà là bỏ chồng, thà chịu chết chứ không bỏ con, thà bị cha mẹ chồng đuổi đi, về cha mẹ bên mình thương thì còn chứa, không thương thì chết. Cái mùa du lan mà cúng cô hồn mà tôi cúng tới đó tôi cảm dữ lắm. Tôi mới nghĩ tới Hòn Vọng Phu. Tới Hòn Vọng Phu mà cái người vợ đó, mà sau khi mà mang thai đẻ ra đứa con tật nguyền, biết được mình đã lấy anh ruột của mình, kể câu chuyện đó ra, một người anh ruột lấy đứa em gái, sanh ra một đứa con tật nguyền. Thế thì người anh nó biết được mình xa quê hương lâu năm rồi, mà ngày xưa đó mình dành ăn với em mà mình chẻ trên đầu nó một cái, để rồi mình bỏ mình trốn mình ra đi. Đến bây giờ trở về thấy cô gái này dễ thương quá, mình thương, xong ở với nhau, biết được đây là em gái của mình mà sanh ra một đứa con tật nguyền nữa, anh ta buồn tuổi bỏ đi. Thì cô ta lại ôm con ra ngoài bờ sông để đợi chồng. Đây là nỗi khổ của mẹ. Đến lúc mẹ và con trở thành hòn đá vọng phu, cả một người mẹ ẵm một đứa con để trở thành đá, chỉ chờ chồng mà thôi, vì không còn cha mẹ nữa. Còn có hai anh em mà anh đi xa, em ở lại quê nhà. Cho đến lúc mà mẹ vượt qua khỏi những cái nỗi khổ niềm đau để làm dâu, để làm mẹ đầu tiên, mà phải như mà sanh đứa con ra đầu lòng á, mà sanh được yên ổn đó, thì chắc là bên chồng thương lắm, vì có cháu nội ẵm bồng. Lỡ mà nó tật nguyền á, mẹ khổ một đời thế nào. Không lẽ bây giờ giết nó, mẹ phải ẵm mẹ nuôi. Mà lúc mà sanh ra một đứa con mà tật nguyền rồi đó, thì lúc này ông xã bắt đầu ông mới bỏ nè. Ổng mà ổng thương á thì mẹ còn ôm đứa con tật nguyền đó mà nuôi. Ổng mà ổng không thương rồi đó, ổng nói mày nghiệp chướng đó, cho nên á tao đi cưới người khác. Thế thì có những người mẹ ôm cả một đứa con tật nguyền nuôi suốt một đời, vì thương con, vì cộng nghiệp với con. Theo nhân quả của nhà Phật á, thì chúng ta do cái nhân quả đó, cho nên chúng ta sanh ra một đứa con để chúng ta lo cho nó. Nhưng mà có ai hiểu cho mình đâu, mình đâu có muốn như thế. Vậy đó, mà đáng ra phải có người chia sẻ với mình điều đó chứ. Đằng này không chia sẻ mà còn đánh đập, mà còn đòi ly dị, đòi bỏ. Nghĩ về người mẹ mà 9 tháng cưu mang, thương con từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Mẹ mang trong bào thai được bao nhiêu ngày mẹ đếm hết trơn. Con tôi được bao nhiêu tháng biết hết, mấy tháng mấy ngày biết luôn. Có nghĩa là sở dĩ nhớ như thế là tại vì thương con từng giờ, từng phút, từng giây. Ăn không dám ăn, đi không dám đi, nằm không dám nằm. Nó cực, nó khổ, ẵm bồng con, nuôi con trong bụng rồi sẽ đẻ con ra, ẵm bồng con trên tay không dám rời nửa bước. Nghe con khóc là có thể bỏ ăn.
con có thể, mẹ có thể bệnh nằm liệt giường liệt giáng, nhưng mà hỡi nghe con bệnh là mẹ phải hết bệnh để lo cho con. Cho nên trong kinh Vu Lan Đức Phật nói, mà khi đọc tới đó chúng tôi thường hay nghẹn ngào trở lại: khi con căn bệnh đạn lành thì cha mẹ mới an thần định tâm, công dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Khi con căn bệnh đặng lành có nghĩa là khi chúng ta bệnh thì cha mẹ tự nhiên cái năng lực làm cha làm mẹ đó hết bệnh đi để mẹ lo cho mình, lo mà thức đêm thức hôm, mà đến nỗi mà kêu ngủ cũng không ngủ, thức mấy đêm trường rồi. Tôi thấy có những người mẹ đó không phải là thức một đêm mà nhiều đêm thức trắng như vậy, thấy cái thân hình tiều tụy đi vô bệnh viện mới biết. Là tôi thì lúc tôi còn thời sinh viên tôi thường đi làm từ thiện. Sau khi học cái khóa từ thiện xong thì tôi được các bạn bầu làm một cái trưởng nhóm từ thiện, và tôi thường đi từ thiện và làm tình nguyện viên cho các cái vị mà HIVS, rồi là một trong những thành viên của cái phòng tư vấn để chia sẻ sự hiểu biết của mình đến cho tất cả những người bệnh, những người không biết ai để chia sẻ. Thì chúng tôi đến bệnh viện, chúng tôi thăm thì tôi thấy một cái người mẹ, con bệnh nặng hấp hối, mẹ như chết, như điên, như khùng như vậy. Như trong kinh văn mà nói là bà mẹ bà có một đứa con mà chết đó, bà khùng. Bà ôm hết thầy thuốc này đến thầy thuốc kia, đứa con chết nằm trên tay mà bà cứ ôm hết. Ai chỉ thầy thuốc nào bà cũng ôm đi hết, đứa con gần thúi rồi mà vẫn ôm trên tay. Người ta mới chỉ bà đến Phật, thì bà đến Phật, bà lại Phật, bà xin thì Đức Phật kêu bà đi xin cái hộ cải về đây ta cứu con mà. Thì cái bà đi xin cái hạt cải thì ở làng quê ai cũng có hạt cải hết á, nhưng Đức Phật nói thêm: bà đi kiếm cái hạt cải nào mà cái gia đình nào mà không có người chết á thì nó mới linh nghiệm, ta mới cứu con bà được. Thì bà đi xin hạt cải thì nhà nào cũng có hạt cải, nhưng mà hỏi nhà này có chết không thì ai cũng nói có chết á. Tại vì nhà họ mà không ông bà chết thì cha mẹ cũng đã qua đời, không cha mẹ chết thì trong nhà cũng có đứa con chết. Như vậy thì làm sao có cái hạt cải trong một gia đình không có người chết. Bà mới hiểu ra là Đức Phật đã độ mình bằng chính sự hiểu biết của mình. Mình phải hiểu biết rằng ai cũng chết, nhưng mà khi mà con bệnh rồi nó chưa chết, cho nên mẹ thức trắng thôi. Con thở cái mẹ mừng gần chết chứ. Con thở cái là mẹ như là được ai cho một cái điều ước gì đó. Mà thường khi chúng ta thấy cha mẹ chúng ta mà có những cái gì đó, dị tật trên tay hay trên người gì đó, là coi chừng là cha mẹ vì mình mà nguyện đó. Tôi thấy nhiều người đến tôi phủi tóc lắm. Tôi hỏi tại sao vậy? Nó: con nguyện cho con hết bệnh con cạo đầu. Mà ngày xưa cái từ cạo đầu nghe nó nặng ghê lắm, xấu hổ ghê lắm. Vậy mà con nguyện con nó hết bệnh, con xuống tóc, con ăn chay. Và tôi là người thường cạo đầu cho những lời nguyện đó. Vậy thì và tôi cũng đã từng phủi tóc cho nhiều người con hiếu thảo. Khi mẹ nguyện, nó đứng trước Phật Bà Quan Âm, nó nguyện: cho mẹ con hết bệnh, con giảm 10 tuổi thọ. Cho mẹ con hết bệnh, con cạo đầu. Một người con gái mà phủi tóc, trời ơi, mình thấy tội dễ sợ. Không có biết tu, nhưng mà cái tâm hiếu thảo. Thì khi cái người mẹ mà thấy con mình bệnh á, cứ bà thức canh cồn canh góc vậy đó. Chồng vô kêu: thôi em ngủ chút xíu đi, anh canh cho. Bà ra bà nằm mà bà lăn qua lộn lại, bà nói: anh ơi, em nhắm mắt không được, thôi anh đi ra nghỉ đi. Chúng tôi thấy mấy cái cảnh đó thôi đó mà mình chịu còn không nổi nữa. Thì thôi thì chắc là mình bất hiếu lắm, mình đi tu, cho nên những chuỗi ngày mà cha mẹ mà bệnh đó, mẹ tôi bệnh thì tôi chưa có trực tiếp để mà lo lắng cho mẹ tôi ngày nào. Tôi thấy mấy người mẹ đó rồi thì tự nhiên mình nhớ mẹ mình ghê lắm.
cho rằng biết mẹ mình còn sống, mẹ mình khỏe lắm. Nhưng mà mình thấy là làm sao mà trả hết cái hiếu đó. Khi tôi nuôi cha cũng vậy. Khi tôi nuôi cha mà thấy cha tôi ngủ là tôi đi kiếm chỗ tôi ngủ, vì mệt quá rồi. Mà công việc học của mình, vì do tôi đi học, do vậy mà tôi tham lắm, tôi học hai trường lắm. Cho nên là khi bố, tôi chỉ lo cho bố thôi, chứ còn tôi vẫn phải chạy ra chạy vô. Nhưng mà tôi thấy tất cả những người con đi nuôi cha mẹ đó, thì có người cha người mẹ gì thương con lắm. Con nó nuôi mà thấy tội nghiệp quá, nói thôi mày đi kiếm chỗ mày ngủ đi, tao ngủ. Thì bà nằm xuống bà giả bộ ngủ vậy đó, là nó bỏ nó đi mất. Nó bỏ nó đi kiếm chỗ nó ngủ. Rồi tới chừng á, bà lồm còm bà ngồi dậy á, rồi bà đi coi nó ngủ đâu, bà kiếm mền đắp cho nó. Mình bệnh mà không lo cho thân mình, lo cho cái đứa đi nuôi, lỡ mà nó té cái hối hận không. Rồi có nhiều người bệnh nằm liệt trên giường, nó mới vừa thiêm thiếp thôi, thì con nó ngủ, mà do nó mê ngủ quá, nó nằm nó ngủ như chết vậy đó. Mẹ dậy mẹ kêu khào 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 vậy đó, không được, mẹ quơ quơ quơ. Thì nếu mà có người bệnh kế bên thì người ta kêu giùm, không có người bệnh chắc là khó. Cái này á, là cái công ơn lớn mà chúng ta nuôi cha nuôi mẹ chúng ta thấy. Có nhiều người á, là đi đến bệnh viện mà nuôi cha mẹ một ngày hai ngày rồi nó đuối dữ lắm. Do cái tâm chúng ta không có lớn bằng cha mẹ. Cho nên khi cha mẹ mà nuôi chúng ta đó, thì cha mẹ muốn ngủ ngủ cũng không được. Nhưng mà tới chừng chúng ta nuôi cha mẹ có muốn thức thức cũng không được. Mình ráng mình mở con mắt lớn như vậy đó, mà nó cứ ngủ đâu trong ruột. Cái đó là cái tâm của chúng ta không có, không bao giờ mà trả được cái hiếu đó. Tôi nghĩ như thế. Không biết là quý Phật tử như thế nào, chứ tôi nghĩ như thế. Không bao giờ ta trả được cái ơn cha mẹ. Tại vì á, cha mẹ thương chúng ta mà đến nỗi á, mà chúng con bây giờ mà nó mới bệnh sơ sơ thôi. Mà tôi thấy những người mẹ đó cưng con dữ lắm. Cho nên thế gian ta nói là con hư tại mẹ, cháu hư do bà. Nó mới vừa có ấm đầu thôi là ôm chạy tới bệnh viện, mà bệnh viện gần gần nhà còn chê là sợ không giỏi. Không biết ở đây có không? Sợ không giỏi phải tìm đúng bác sĩ giỏi à, rồi tìm bệnh viện lớn. Mình vì con mình có thể là mua luôn bác sĩ đó cũng được. Mà có những ông chồng mà ông ghen luôn với ông bác sĩ. Ông nói không biết vợ tôi với ông có chuyện gì hay không. Mà tôi thấy là cái chuyện gì là vợ tôi nó cũng ôm, nó chạy tới ông đó. Rồi nó không có, rồi nó về rồi nó phải yên đâu, nó còn gọi điện thoại nó hỏi ông tùm lum. Cái này là ông chồng ông ghen luôn chứ bác sĩ. Mà ngày xưa nó nghe ông thầy thuốc mà ông tới ông trị cho con xong rồi đó, mà cỡ ông chồng ông đi đâu không có nhà, mà bà vợ niềm nở thì ông bác sĩ đó với ông thầy thuốc đâu mới tới ông chữa cho con mình. Thì coi chừng á, ông chồng mà ông ghen là mẹ khổ ghê lắm. Không biết anh có không mà anh cười đấy, không biết đó. Đấy, người mẹ khổ như thế đó. Mà ta hiểu như vậy để ta thương mẹ nhiều hơn. Và hầu đó chính bản thân chúng tôi cũng có nhớ lại một cái câu chuyện là có một anh đó, anh ghen vợ anh với ông thầy thuốc, mà ông thầy đó không tới nữa. Bà vợ bà khóc ghê lắm. Tại vì đứa con đó là ông, mấy đứa con lớn rồi là do ông thầy thuốc đó thôi. Hở có gì là bà chạy tới bà kêu ông thầy đó chích cho uống thuốc, làm chuyện này chuyện kia. Mà đến lúc mà bà thân cận bà, cũng như là mình niềm nở như thế nào thì ông thầy thuốc ông mới đến. Bắt đầu ông ghen mà ông quánh nữa đó, ông cấm luôn bà đi kiếm ông thầy khác để lo cho con tôi đó. Mà nhiều ông thầy thuốc đó, lương y như từ mẫu, mà có khi mà hên là ông không có đánh ghen đó. Ông đánh ghen ông quánh ông thầy thuốc ở tù luôn nữa. Thì ở đây là tôi thương, là thương thương mẹ mình, thương cái người phụ nữ đó đã gì đã mang lấy phận đàn bà thì đừng trách lẫn trời già, trời gần trời xa gì đó, phải không? Trong Nguyện Kiều có cái câu đó, câu gì hả? Chuyện Kiều, nhưng mà cái câu đó là câu sao cho nó im nè. À, trót mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa hả? À, nó còn cái câu gì nữa, không phải cái chữ nghiệp không, mà nó còn cái câu gì nữa của người là Kiều á. Hả?
thầy quên rồi. Nhưng mà còn nghĩ tới Kiều còn thương hơn nữa ha. Nghĩ tới Kiều còn thương hơn nữa. Bên tình bên hiếu đem ra cân thì lúc này bên hiếu nặng hơn, mới bỏ người yêu. Bỏ người yêu để bán mình chuộc cha. Để rồi trong cái trận long đong đó đó, cái thân của mình sẽ ra sao? Nếu mà mình không vì hiếu đó thì bản thân Kiều hạnh phúc ghê lắm, phải không? Nhưng mà vì hiếu thì trong cái tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt cũng vì hiếu, phải không? Cũng vì hiếu mà anh Minh với Nguyệt phải cách xa nhau, phải không? Suốt một đời anh Minh đau khổ, suốt một đời Nguyệt đau khổ. Như vậy cũng vì chữ hiếu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta hiểu được mẹ của mình cũng y như cái chị Nguyệt đó đó, thì quý Phật tử nghĩ sao? Mẹ của mình cũng giống như chị Nguyệt đó mà bỏ con, thì quý vị nghĩ sao? Có muốn không? Có muốn bỏ con không? Không có muốn bỏ con, mà do chữ hiếu ha? Do chữ hiếu cho nên cắt đứt ruột bỏ con. Do vậy mà đến lúc mà những ai mà nhớ về còn cha còn mẹ ở đời mà trách cha trách mẹ, thì tôi nghĩ cái người này không biết, không hiểu biết. Cái người này chưa từng nghĩ về mẹ, chưa từng nghĩ cái nỗi khổ của mẹ, cho nên không có gánh vác cái nỗi khổ niềm đau với mẹ, không hề chia sẻ với mẹ. Và những người nào còn mẹ mà để cho mẹ bơ vơ, mỗi tuần mỗi tháng không về thăm mẹ, không lo cho mẹ một miếng gì hết, mà mấy mốt chết mà khóc thì không nên khóc. Những cái lúc chúng ta thắp nhang, chúng ta cầu nguyện, chúng ta khóc với Phật trời, để chúng ta đọc cái câu mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Thì cái đó là thầy nhắc thôi. Còn tùy theo điều kiện hoàn cảnh, chúng ta bớt cái chơi của mình, bớt cái hưởng thụ của mình, để nghĩ tới mẹ đã quá vãng, thắp một nén hương cầu nguyện cho mẹ, cho ngoại, cho các cậu các dì, để làm ấm lòng mẹ mình. Còn nếu bản thân chúng ta chưa làm được những điều đó mà cha mẹ còn hiện tiền, đừng có cãi lời cha mẹ. Ta khéo làm sao để cha mẹ đừng, để mẹ mình đừng rơi nước mắt. Có những người thầy không nghĩ bất hiếu là cãi lời cha mẹ, mà nó bất hiếu đến nỗi nó chửi mẹ luôn. Để rồi mẹ nói hầu xưa mẹ còn làm ra tiền thì mẹ còn có thể tự lo được, còn giờ này cái gì cũng xè tay ra sinh con. Nó vui á thì nó cho, nó buồn á nó chửi. Nó chưa nói ha nghe, chưa nói mà con gái á, mà nó nghe lời chồng á, nó về nó móc. Mà thấy nó tội quá đó thì có bao nhiêu cho nó hết rồi. Rồi á, cái thằng con trai mà nó đem nuôi mình á, bắt đầu nó chửi. Nó chửi má, cho má bao nhiêu má uống thuốc, má không chịu uống thuốc. Má đem má cho chị hay là cho em. Bản thân nó đó, nó nuôi cha nuôi mẹ đó. Cha mẹ thấy cha mẹ bệnh hoạn, cha mẹ thiếu thốn, nó cho tiền cha mẹ ăn uống, may đồ may đạc, mẹ không dám. Mẹ thấy con nhỏ Út á, nó có chồng mà nó bất hạnh, cho nên mẹ các ca các cụm có đồng nào ai cho để dành cho nó. Tại sao mẹ không cho cái đứa đang nuôi mình? Cái đứa đang nuôi mình nó cũng là đầu tắt mặt tối, nó đi làm mà. Nhưng mà mẹ lại thương con nhỏ Út hơn, nó bất hạnh hơn, nó tội nghiệp hơn. Cho nên mẹ có bao nhiêu tiền cho con nhỏ Út, để rồi bị cái người con mà đang nuôi đó, nó dằn vặt, nó nói lớn nói nhỏ. Mẹ chỉ biết khóc một mình, chứ biết nói ai bây giờ. Thì cái người mà nuôi mẹ đó, hãy hiểu cái điều đó, để đừng bao giờ có những cái lời làm cho mẹ khóc. Cho nên thế gian có một cái câu để lại cho chúng ta, ở đâu tôi cũng thấy dán đó: nếu còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không? Tôi có nói với cô Bộ Tiền, thôi đừng có để tôi giảng cái mùa du lan này. Cái tôi giảng tới là tôi biểu lắm.
mà tôi khóc tôi mắc cỡ quá. Rồi thôi bây giờ mình qua mình nói tới cha một khúc nữa đi ha. Mà thầy nói vậy quý vị hiểu không? Có chia sẻ không? Có làm không? Làm nha. Rồi cảm ơn quý vị. Vậy là thầy không uổng công rồi. Vậy là thầy không uổng công nói về mẹ để nhắc nhở với nhau ha. Để rồi chúng ta dành một chút xíu thời gian, chúng ta nếu còn có mẹ, chúng ta ra trước mộ mẹ, thắp một nén hương, cài cho mẹ một đóa hoa, và cùng với mẹ để về, để tìm đến ngoại, thắp cho ngoại một nén hương ha. Thăm các cậu các dì, như vậy cũng là làm ấm lòng mẹ. Rồi bây giờ chúng ta qua tới cha. Như vậy qua tới cha thì chắc là mình phải hát cái bài tình cha rồi phải không? Hát không? Giờ hát dở cho coi nè. Hồi nãy đã hát dở rồi mà bây giờ nó dở nữa nè, nó dở tập 2. À, ráng. Mình ráng quẹt nỗi khổ niềm đau. Rồi, hát về tình cha ha. Bây giờ mình phải lên cao thôi. Cái máy này sao nó đưa tôi xuống dữ vậy ta. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đâm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Đừng khóc nghe con. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày điểm chấm lo. Mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha ngồi bên con, sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con. Và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha, sống cho nên người. Và con yêu ơi, chưa bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Trời, khóc tập 2. Mỗi lần mà chúng tôi nói về mẹ, về cha, mà hầu như là chúng tôi nó có một cái cục gì đó, nó chạy qua chạy lại, nói cha mẹ người ta, mình cũng khóc, nó là sao? Có những lúc tôi mắc cỡ lắm. Tôi làm giảng sư mà có cái mùa này tôi mới mít ướt thôi. Còn những mùa khác là tôi nguyện là tôi không mít ướt. Vì tôi giảng một bài giảng với một nụ cười, mà tôi giảng với một nước mắt thì tôi khó giảng lắm. Tôi khó giảng cái chủ đề gì lắm. Do vậy mà tôi khó đi cúng cơm. Tôi cúng cơm về cha đó, tôi cúng cơm về mẹ đó, người ta chưa khóc mà tôi đứng tôi khóc, tôi xấu hổ chưa. Người ta cha mẹ mất á, người ta chưa có buồn, mà cha mẹ người ta mất thì tôi buồn. Tôi đứng tôi cúng cơm giùm cho người ta mà nước mắt tôi nó chảy ròng ròng, mà người ta ngồi người ta cười. Cái này cho nên tôi ít đi cúng cơm. Mà mỗi lần tôi cúng cơm á, tôi lấy cái bài ra tôi cúng, chứ đừng có bảo tôi kể. Tại vì cúng cơm là phải truyền thông, phải thiết lập cái truyền thông giữa cái người cúng với cái đối tượng được cúng. Có nghĩa là cái lòng mình như thế nào để cái hương linh chứng minh được cho mình.
Tôi chỉ nhập gia chút lần, tôi cúng trong nước mắt mà cái nó quỳ dưới nó cười. Tôi mới nói là hên là tôi đi làm giảng sư đó nha, chứ tôi mà đi làm kinh sư tối ngày tôi khóc riết chắc tôi ốm lắm. Mà cái mùa này đó là tôi ốm một chút xíu rồi nè, mấy hôm đầu mùa tôi mập, mà do nói về cha riết, nói về mẹ về cha riết tôi ốm là tại vì á tôi khóc chứ gì. Rồi bây giờ á tôi xin chia sẻ cái bài về cha. Khi chúng ta biết là cha mà nuôi chúng ta là nuôi từ lúc mà chúng ta còn nằm trong bụng mẹ, chứ không phải là bây giờ đến lúc chúng ta trưởng thành rồi chúng ta mới biết cái ơn của cha. Trong kinh Du Lan sở dĩ không nói về cha là tại vì cái người mẹ là bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề đang đọa vào địa ngục, cho nên Đức Thế Tôn dạy cho ngài một kiền liên. Không có cái người nào hầu đó mà cỡ như mà tôi. Cái thời Đức Phật thì chắc là tôi thỉnh Đức Phật nói một bộ kinh về cha rồi. Nhưng mà thời đó thì chúng ta chưa ra đời, cho nên Đức Phật chỉ mới nói một bộ kinh Du Lan Báo Hiếu mà nói về mẹ xong cho ngài một kiền liên á. Thì nó không còn cơ hội nữa, hay là còn cơ hội nữa mà bây giờ mình tìm chưa ra. Thì khi mà như những lần trước chúng tôi cũng có chia sẻ, chúng tôi nói khi mà cái người cha đó mà biết thương con đó, thì từ lúc mà cưới mẹ về đó là bắt đầu cha thương yêu dữ lắm, cha cưng như trứng mỏng vậy đó. Đến lúc mà mẹ chỉ cần mang trong bào thai là bắt đầu cha bắt mẹ ngồi một chỗ thôi. Mẹ cũng khó chịu ghê lắm, vì cưng con mà mẹ cũng khổ ghê lắm. Cha cưng con là bắt mẹ ngồi một chỗ, bà không có đi đâu hết. Là bắt người này hầu người kia hạ, nếu người giàu có đó nghe, là bắt đầu cha mình là mẹ mình giống như búp bê vậy đó. Là cha đặt ở đâu là ngồi ngay chỗ đó, bà đi mà con của tôi mà có chuyện gì là bà chết bà với tôi. Cái lúc xưa đó thì thương vợ, nhưng mà tới chừng vợ mang thai thì bắt đầu lúc này không thương vợ nữa mà thương con. À, là nói là người ta bài ha, con á, người mang thai mà uống cái này nè là tốt cho đứa con lắm, là về bắt vợ uống, vợ không uống cũng phải uống. Không biết ở đây có không? Có không, những người mẹ có không? Trời khổ gì đó. Hả? Trời đất ơi. Rồi mai mốt nó sanh nó ra nó giống ông Đực sao? Cô này cô nói ông xã bắt cổ ăn trứng ngỗng là cho thằng nhỏ nó thông minh hay sao? Hả? Trời ơi. Dễ nuôi. Cái này bữa nay mới biết được một cái nữa đó nha. Mà xin thưa nha, cái điều gì đó mà cha mà thương rồi đó, là con mà đòi rồi đó, là cha làm có cực khổ cỡ nào, có gian lao cỡ nào, cha cũng phải đi tìm cho bằng được. Thương con như thế. À, cho nên là chúng ta thường nghe cái câu mà mấy anh mình ở ngoài đường đồ giỡn với nhau đó, mỗi lần mà thấy cái anh nào mà cái mặt mà xấu xấu mà rầu rầu á, cái người ta nói bộ mày mất sổ gạo hả? Hay là hoặc là nói một cái câu rất là vần, nói là cái mặt này nè chắc là vợ đẻ nè. À, mà có ba cái mà khổ nhất mà người ta nói người đàn ông á, là một là vợ đẻ, hai là con đau, ba là nhà hết gạo, phải không? Thì cái người đàn ông là cái người như thế nào, là trụ cột của gia đình, lo lắng mọi thứ như vậy đó, để chi để khi mà con mình á nó có như thế nào đó cha sẵn sàng hy sinh hết. Thì một lần tôi khóc cũng hết nước mắt vì nghe một cái đĩa ở chùa Hoằng Pháp mà tôi không biết ai giảng, kể vào một cái đĩa đó mà tôi là giảng sư và tôi nghe tôi ngồi tôi khóc ngốc ngon lành vậy đó. Tôi nhớ thôi rồi tôi muốn khóc rồi, tôi mệt thiệt chứ. Khi mà tôi nghe được một câu chuyện là có một cái cô bé Phật tử, cô bé đó đâu 14, 15 tuổi gì đó, nó là một cái gia đình Phật tử
nhưng mà nó về nó xin nó đi gia đình Phật tử đó, thì bữa nay cái anh huynh trưởng anh nói đó là các em phải về mai bộ đồ, mỗi đứa mai một bộ đồ cho nó đồng phục để mà dự cái lễ Du Lan. Con bé nó về nó hí hửng, nó tung tăng, nó nói với cha với mẹ: cha ơi, huynh trưởng nói cha mẹ mai cho con bộ đồ để con mặc cho nó đồng phục để múa trong cái mùa Du Lan này sao? Ông cha thì ông đạp xích lô, đồng tiền thì bữa có bữa không, nuôi cho vợ cho con ăn ba bữa là đã còng xương sống anh rồi. Vậy mà hôm nay nghe con nó nói một bộ đồ, anh như là tim anh thắt lại. Bắt đầu anh đạp xích lô một vòng, chiều về anh cầm tiền anh đưa vợ anh. Thì bắt đầu vợ anh biết là anh đâu có tiền đâu. Anh mới kêu: em ơi, em đi mua một bộ đồ lá, một mấy thước giải lam, về mai cho con bộ đồ để nó đi làm lễ dân hoa như hậu qua nó sinh. Rồi bà vợ bà khóc, bà hỏi: anh ơi, anh đi ăn cướp ăn trộm ai ở đâu mà anh có số tiền này? Rồi vợ nghi ngờ chồng: từ hôm nào nay chồng hiền lương quá mà sao bữa nay có số tiền này, anh có ăn cắp ăn trộm của ai không? Anh nín thinh tại anh đâu dám nói đâu, anh sợ vợ buồn. Bắt đầu khi mà bà vợ đi mua cho con, mai cho con xong rồi, thì về nghe mọi người á, mọi người nhắc lại: chồng mày ốm á, bà mẹ mình ra chợ đó, đi chợ thì mấy cái người mà thấy cha mình làm cái hành động đó, thì mọi người nói đó: mày về mày khuyên chồng mày nha, nó ốm như vậy, nó thiếu ăn thiếu mặc, nó chạy ngoài đường suốt ngày như vậy á, mà nó còn đi bán máu nữa đó, là có ngày nó chết á. Rồi bà nghe bà khóc quá trời luôn. Bà về bà ôm ông bà khóc. Hai vợ chồng nói với nhau: thôi từ nay trở đi anh thương em, thương con, anh đừng bán máu nữa. Thì đứa con đó, không biết là nó mặc bộ đồ được hay không. Sau khi nó mặc bộ đồ, nó hí hửng, nó vô chùa, nó khoe với mọi người xong á, nó về mà nó nghe cha nó bán máu để mua. Rồi nó khóc, mẹ cũng khóc, con cũng khóc, mà chồng cũng khóc, rồi đến tôi nghe tôi cũng khóc luôn. Tôi nghĩ mà cái ông cha đó mà cỡ như mà ông tới ông nói với tôi á, chắc là tôi cho ông à. Mà nếu tôi không có tôi cho đó, chắc là tôi lấy cái áo này tôi cắt hẹt cái tay. Cái tay này nó dư mà để làm chi, đến nơi người ta bán máu người ta mua. Mình nghĩ như vậy á, mình mới thấy là mình có phước dữ lắm. Mình sanh vô một gia đình mà cha mẹ thương yêu mình mà không đến nỗi phải bán máu. Cái tình cha tình mẹ thật, nó cao như trời biển. Con cái nó nên thì mình nhờ, nó hư thì mình chịu. Đó là cái phước của mỗi người. Thôi thì nếu ai còn cha còn mẹ trong cái mùa Du Lan này, cũng cho tôi gửi gắm những cái lời nhắn nhủ hôm nay. Nó cũng như là một trong những cái tiếng chuông mỗi mùa Du Lan. Chúng ta khởi lên một tiếng chuông để chúng ta thức tỉnh với những người con đã lầm lạc. Hãy trở về quỳ bên cha bên mẹ để sám hối những tội của mình. Quỳ bên cha bên mẹ, dâng những bát cơm lên để cầu xin cha mẹ tha thứ tội cho con. Nếu cha mẹ còn hiện tiền, xin cha mẹ hãy nở nụ cười. Con hứa với cha mẹ, con nguyện với cha mẹ là một người con hiếu thảo, một người công dân tốt, một người sống có ích cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Và nếu chúng ta là những người đệ tử Phật, con nguyện để làm một người đệ tử Phật chân chánh, để làm rạng ngời dòng giống của tổ tiên, để làm đẹp tốt đạo đẹp đời, làm cho cha mẹ không phải hổ trong cuộc đời này, và nếu cha mẹ đã quá vãng thì sẽ ngậm cười nơi chính suối. Xin các bậc cha mẹ hãy mở lòng từ bi và tha thứ cho con trẻ của mình, để cầu nguyện cho người còn
được an vui, hạnh phúc, thơ thới, sống với con, với cháu, người quá vãng, nương nhờ quay thần của Tam Bảo mà siêu sanh cõi tình. Nam Mô Thường Quán Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.